Kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi trở lại với phần 3, nhưng mà trước khi đó thì tôi cũng xin tiếp nối cái phần của nói chuyện về vấn đề đối phó với tội lỗi đối với đạo Tin Lành. Thì hoàn toàn đối phó với tội lỗi là do Đức Chúa Trời có một phương cách để giúp cho con người đối phó với tội lỗi là được tha thứ tội. Và vì con người có tội cho nên xa cách Thượng Đế. Nên là Chúa Giêsu đến để giải quyết vấn đề tội lỗi cho con người, để con người, những ai ăn năn thì được tha thứ tội và được kệ làm con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kệ tội lỗi của người đó qua trong cái sự chết của Chúa Giêsu, chuộc tội cho người đó, Ngài gánh tội cho người đó. Cho nên người đó được tha thứ và được trở nên là con cái của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời giải quyết tội lỗi của trong quá khứ. Và trong tương lai, khi người đó trở nên là con của Đức Chúa Trời rồi, thì người đó tiếp tục được Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu ngự trong lòng người đó và giúp đỡ cho người đó, ban quyền năng cho người đó, và người đó có sự sống của Thượng Đế để có thể sống một đời sống công bằng chính trực, và do sự giúp đỡ của Thượng Đế và quyền năng của Thượng Đế, và Thượng Đế cũng cảm động lòng người đó, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Đức Chúa Trời nữa. Thì tôi có câu để chúng ta có thể thấy được cái ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu trong cái việc là dạy đối phó với tội lỗi, tha thứ tội và đối phó với vấn đề của con người là làm sao để mà chấm dứt tội lỗi. Trước kia anh chị em đã bị xa cách Đức Chúa Trời, tâm trí anh chị em thù nghịch với Ngài do công việc ác của mình. Nhưng bây giờ nhờ Đức Con hy sinh thân báu, Đức Chúa Trời đã hòa giải với anh chị em để trình diện anh chị em trước mặt Ngài là những người thánh sạch, không tì vết, không ai chê trách được. Đây là cái sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời cung ứng cho loài người, và bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, con người được tha thứ tội, được trở lại phục hòa với Đức Chúa Trời, được kệ là công chính và được làm con của Thượng Đế và được sống đời đời. Đồng thời trên đời này họ có năng quyền của Đức Chúa Thánh Linh để có thể làm điều tốt và sống một đời sống công chính, đúng với đời đòi hỏi của sự công bằng, chính trực, yêu thương của Thượng Đế. Bây giờ chúng ta đi qua phần 3. Quan điểm của các tôn giáo về sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu trên thập tự giá và sự phục sinh của Chúa Giêsu như thế nào? Thì xin bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cư sĩ Nguyễn Anh Dung. Xin kính mời cư sĩ. Dạ, kính thưa quý vị, nói chữ phục sinh tức là mang một cái sức sống, một cái sự sống mới, tại vì có chết nên mới có sống. Trong cái đời sống hàng ngày của cái cõi ta bà này, trong cái sự luân chuyển, chúng ta thấy rất rõ rằng là cái này chết để cho cái kia sống. Và chính vì cái sự mà sống chết nó luân phiên đâu đó, thành ra trong cái dòng mà luân hồi lục đạo đó, từ đó tôn giáo với các bậc giác ngộ ra đời để chỉ cho làm thế nào để chúng ta thấy được trong cái chết có cái sống và trong cái sống có cái chết. Từ cái góc nhìn đó để chúng ta thấy rằng mỗi cái sự hy sinh của các bậc giác ngộ vào đời để là phụng sự, để giúp đỡ cho chúng sanh vượt khỏi tội lỗi và vượt khỏi sự đau khổ. Trên 2.000 năm thì Đức Phật Thích Ca gần 49 năm Ngài đi thuyết pháp, mà trên cái đoạn đường đó biết bao nhiêu sự hy sinh. Thì sự hy sinh đó là để Ngài cố gắng làm sao để giúp, để cứu chuộc được cái sự đau khổ. Và đồng thời của đơn Đức Quỳnh Giáo Chủ thì Ngài cũng nói rằng ta chịu khổ khổ cho ba tánh. Với cái nhìn như thế thì trong cái lễ phục sinh tới đây đó, thì chúng ta nhìn ở lễ phục sinh để chúng ta thấy rằng đau khổ là cái chết, chiến tranh là cái chết, hận thù là cái chết, và bi quan là cái chết. Do đó thì nhân cái ngày lễ phục sinh, cái mùa lễ phục sinh, chúng ta nhìn cái sự đau khổ của mỗi người xung quanh, cái sự đau buồn, cái sự chia rẽ, thì chúng ta cố gắng làm thế nào trong cái tinh thần đó để mang lại cái sự hài hòa, tốt đẹp, sinh khí mới, thì đó là thật sự là một sự sống trong cái đời sống sống đạo, hòa vào trong cái lễ phục sinh để chúng ta thôi đức Chúa đã mang lại cái sự sống cho mọi người, thì chúng ta mọi người cũng nên làm cho mọi người được vui vẻ, lạc quan, yêu đời, thì đó là một sự sống thật sự của một đời sống đạo. Dạ, thưa cảm ơn cư sĩ Nguyễn Dũng. Kính mời. Thưa quý nhà và thưa quý vị,
tôi theo Phật cho nên cái tín lý Thiên Chúa thì tôi không dám luận bàn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái gương của các vị sáng lập ra tôn giáo ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu và Đức Phật. Đức Chúa Giêsu khi chịu đóng đinh trên thập tự giá có nghĩa là tất cả chỉ có bấy nhiêu và bấy nhiêu sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình trên thập tự giá. Và chính Đức Phật Thích Ca khi Đức Phật rời khỏi hoàng cung, tôi bỏ lại sau lưng vợ đẹp con xinh, cha già và triều thần để 6 năm khổ hạnh rừng già để trắc nghiệm cái đạo màu, và cuối cùng thì thành Phật. Và hơn 2600 năm ở lúc bây giờ chúng ta mà ngồi đây, nhưng mà những ai tín lý về Phật thì nhìn thấy Đức Phật như là Đức Phật ở đâu đây. Người theo tín lý về Chúa thì người ta trong tâm tưởng người ta như Đức Chúa sống giữa chúng ta. Thì chính cái sự hy sinh tất cả thì là có lại tất cả. Và cái hèn mọn của mỗi người của chúng ta, chúng ta tích lũy, chúng ta giữ gìn, chúng ta ôm, chúng ta lấy, thu càng nhiều càng tốt. Thì thu càng nhiều càng tốt thì gần như chúng ta sống sờ sờ, nhưng không ai nghĩ về mình, thương mình như là người, như là chúng ta đang thương về Đức Phật, như là chúng ta đang thương về Đức Chúa. Do vậy cái sự hy sinh lớn có nghĩa là cái đức lớn, cái đức sẽ bao dung, cái đức sẽ chiếm hết những cái tâm hồn của những người đi theo, những người có đức đó. Tức là người tin Chúa thì tất cả dành cho Chúa, người tin Phật tất cả dành cho Phật, vì cái sự hy sinh của các ngài trọn vẹn vậy. Do đó thì tôi chưa có thể chia sẻ cái phần vậy. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng vì đã chia sẻ cái quan điểm của Hòa Thượng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin kính mời Linh Mục Phạm Hữu Tâm. Dạ vâng, thông thường thì cái quan điểm chung chung cứ nói là tôn giáo nào cũng tốt, bởi vì tôn giáo nào cũng giúp con người làm lành lánh dữ và dạy con người làm những điều tốt lành ở trong xã hội này, thì tôi rất là đồng ý với những cái điều đó. Tuy nhiên hôm nay thì chúng ta đang chia sẻ về vấn đề tội lỗi cũng như sự cứu chuộc, cho nên cái đây tôi nghĩ là cái tôi muốn nhấn mạnh về cái điểm này là điểm khác giữa tôn giáo, giữa công giáo cũng như tất cả những tôn giáo khác. Bởi vì nếu mà có sai thì xin thầy chỉ, ví dụ như những bậc giác ngộ Đức Phật hay là những bậc giác ngộ khác, thì những người đó là những người bậc giác ngộ, thì họ chỉ con đường để con người mình có thể đi tới cái sự tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Nhưng mà bên Phật giáo vẫn chỉ nói là mình phải tự đốt đuốc mà đi, chứ không phải là những bậc giác ngộ đó có thể cứu rỗi mình được. Cái đây là cái điểm rất là quan trọng, khác biệt giữa công giáo và những tôn giáo khác. Đó là bởi vì bên công giáo quan niệm là cho dầu con người của mình có tốt lành cách mấy thì mình cũng không có tốt lành đủ để có thể được cứu chuộc, để trở thành như Thiên Chúa, mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu chuộc con người mà thôi. Bởi vì cũng giống như là mình xúc phạm tới một cái đấng bề trên của mình, thí dụ cha mẹ mình, thì chỉ có cha mẹ mình mới có thể tha thứ được cho mình mà thôi, chứ mình tự mình tha thứ cho mình những cái điều xúc phạm đó không được. Và vì vậy mà đối với con người tội lỗi đó, thì ngày xưa con người đã xúc phạm Thiên Chúa, đã xa lìa Thiên Chúa, thì chỉ có một đấng Thiên Chúa mới có thể tha thứ cho con người và có thể cứu chuộc con người. Và đó là cái điều mà nó khác. Bởi vì quan niệm ở bên công giáo thì Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, Ngài là con ngôi hai của Thiên Chúa, mà Ngài đã xuống thế làm người để nhập thể làm con người để cứu chuộc lấy con người, tức là Ngài là Thiên Chúa mà mang lấy tội lỗi con người. Thì vì vậy mà ơn cứu chuộc duy nhất và cái sự cứu độ duy nhất chỉ có qua Đức Giêsu Kitô mà thôi. Còn mỗi con người chúng ta, cho dầu chúng ta có thể làm điều tốt lành cách mấy, nhưng mà con người chúng ta cũng vẫn có những tội lỗi, vẫn có những cái bất toàn, và tự con người chúng ta thì chúng ta, nếu mà chúng ta tự đốt đuốc đi thì chúng ta sẽ không bao giờ mà có thể đi tới cái đích hoàn thành, tức là được sự cứu rỗi, mà phải nhờ qua Đức Giêsu Kitô cứu chuộc của Ngài. Dạ, cảm ơn Linh Mục Phạm Hữu Tâm. Có thể là chúng ta sẽ tạm ngưng ở tại đây, để chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ tư.